Xin chào bà con. Thì mấy hôm nay cũng giống như mọi clip khác thì mình cũng đã hứa hẹn với bà con là sẽ sớm cập nhật những video mới về những cây trồng mới cho con xem. Thì tất cả cây trồng từ sầu riêng cho đến bơ, bút đến mắc ca và một số cây trồng khác. Thì ngày hôm nay là ngày 25 tháng 4 2024, thì mình có mặt tại khu vực là vườn của cô Trịnh như hôm trước đó, ở xã Xuân Phú, huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk. Thì hôm nay á, thứ nhất là mình sẽ cập nhật cho bà con xem lại ở phần 74, 79 là 84 là toàn bộ quá trình làm hoa đậu trái của mắc ca giống QN1. Thì ngày hôm nay á, mình có mặt tại vườn, thứ nhất là quay kiểm tra toàn bộ lại cái vườn cho bà con nông dân chúng ta xem. Thì việc đầu tiên. Cái thứ hai nữa là trong giai đoạn này cần chăm sóc và bón phân những vấn đề gì, thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân chúng ta luôn trong vấn đề này. Thì việc đầu tiên, thứ nhất là mình sẽ quay bà con xem. Thứ nhất là toàn bộ cây này cũng có quá trình là một số cây bắt đầu đi đọt, thì có hiện trạng cũng rụng lác đác vài trái. Thì mặc dù thời tiết năm nay nắng rất là gắt và khu vực này hầu như là không còn nước tưới nên là có vấn đề khô hạn rất là nhiều. Thì ở đây là bà con nông dân cô Trịnh chia sẻ lại là dạo lần này là nước tưới rất là khó nên rất ưu tiên nước chỉ tưới được 1 2 tiếng, chỉ tưới được một số cây, không thể nào tưới hết vườn, phải tưới nhiều đợt. Nên qua đó công tác nước tưới đòi hỏi năm 2024 này rất là khó khăn, và đối với cây mắc ca trong giai đoạn này đòi hỏi nước rất là nhiều. Thì ở phần 84 bà con cũng biết rồi, nếu như bà con quay lại cái phần 84 thì hôm trước đó mình quay trái rất là nhỏ, nhưng hôm nay đến vườn trái rất là lớn rồi. Thì trong giai đoạn này thì cần bón phân gì và làm gì thì mình sẽ chia sẻ luôn ngày hôm nay. Thì đối với vụ mắc ca 2024 này thì bà con nông dân ta mất mùa cũng rất là nhiều, nhưng qua đó những bà con nông dân chúng ta chăm sóc và điều tiết thì cũng có trái rất là nhiều. Như trên vườn này mình quay con xem á, trái bây giờ lớn rồi rất là nhiều và cây cũng rất là khỏe. Mặc dù cây vẫn đi đọt nhưng mình cũng chia sẻ với con, nếu thời gian nắng như thế này thì cũng không cần phải phun chặn đọt mấy nếu mà tỷ lệ đi ít, còn nếu như vườn đi nhiều thì cũng cần phải phun chặn đọt để hãm lại, để tập trung dinh dưỡng nuôi vào trái. Còn trái lớn như thế này á thì con biết rồi, tỷ lệ rụng hầu như bây giờ rất là ít, không có rụng bao nhiêu nữa. Còn trái mà nhỏ nhỏ lúc mà bằng nhỏ hơn chân cúc, bằng viên bi á, thì lúc đó tỷ lệ rụng rất là nhiều. Nếu như những bà con nông dân chúng ta chuyên làm mắc ca thì con có thể thấy được vấn đề đó. Thì ngày hôm nay mình quay toàn bộ vườn này để cập nhật lại cho con xem, để con thấy được toàn một quá trình mà trồng và chăm sóc cây mắc ca từ lúc làm hoa đến lúc đầu trái và trái lớn và chuẩn bị thu hoạch thì trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu vấn đề. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay rất là chi tiết cụ thể con xem vấn đề này. Thì một lần nữa bà con cứ theo dõi toàn bộ video này đi, mình quay toàn bộ cái vườn này cho con xem. Nói chung là rất là nhiều vấn đề cần thiết và yêu cầu con xem trong giai đoạn này. Thì năm nay á thì đối với thời tiết rất là nắng nóng nên bà con phải lựa chọn những dòng thuốc và dòng phân để bón và cân đối cho phù hợp để mà làm. Vì đối với thời tiết này á thì nhiều bà con ta xịt hóa học nhiều nên là trái chúng ta hay bị rụng rất là nhiều. Đối với vườn này thì bà con thấy rồi, cây rất là xanh, vàng lá rất là nhiều và đẹp. Thì giai đoạn này mình cũng chia sẻ thêm bà con là vẫn tiếp tục tưới nước dưỡng cho mình. Cái thứ hai nữa là phun cho mình một đợt dưỡng trái chống rụng trái là đợt cuối cùng rồi, và đợt côn trùng chết hút cuối cùng. Và trong giai đoạn này trái chúng ta sẽ không có bị gây hại của côn trùng chết hút, và giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng rồi. Còn về phân gốc á, thì trong giai đoạn này bà con bón cho mình là 16 16 8, và sau đó khoảng 10 đến 15 ngày bà con bón cho mình là 8 16 8 và lần cuối nữa là xong. Đó là một trong những vấn đề quan trọng nhất và thiết yếu nhất ở trong giai đoạn này. Thì đây là toàn bộ quá trình mình cập nhật vườn để con dân ta xem. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi video đi, mình sẽ quay toàn bộ cái vườn mắc ca này để con dân ta thấy được cái hiệu quả và cái quá trình toàn bộ khi mà làm cây mắc ca. Thì trong giai đoạn này mình cũng đã sớm và cũng cố gắng cập nhật những video mới cho con xem về cây mắc ca. Thì thật sự trong giai đoạn này bà con dân ta rất là bận rộn về tất cả cây trồng và tất cả công việc, nên qua đó khi con nào có thời gian mình sẽ cập nhật cây trồng nào đó, hay có dịp đi qua vườn của nông dân thì mình sẽ quay những cái vườn này cho con xem. Vì đối với cây mắc ca thì bà con cũng biết rồi, những cái việc là thăm vườn, quan sát vườn thì hầu như là bà con nông dân ta ngày nào cũng theo dõi. Nhưng với mình thì lâu lâu mình có thời gian đi qua vườn thì mình sẽ cập nhật cho con. Thì đối với bộ 204 hiện tại bây giờ cũng đã đi được hơn một nửa quãng đường rồi. Thì cũng mong muốn cho bà con nông dân ta năm nay có vụ đạt hiệu quả và năng suất cao hơn. Qua với năm mới thì mình sẽ hướng dẫn thêm một quy trình mới cho con xem. Thì sắp tới vườn này chỉ chờ đợi và thu hoạch nữa là xong rồi. Tất cả các vấn đề mình đã hướng dẫn đầy đủ cho con. Thì mình cũng chúc cho cô Trịnh có một vụ năng suất cao và bán được giá thành cao. Thì sắp tới mình sẽ không có cập nhật lại cái vườn này nữa vì sẽ không có thời gian quay lại vườn này, hoặc nếu mà có thời gian quay lại thì mình sẽ cập nhật cái lúc gọi là thu hoạch thôi. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi toàn bộ video. Xin cảm ơn bà con ạ. À.